chứng khoán giá rẻ đầu tiên tại Việt Nam. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình chứng khoán cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, năm 2017 chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng của thị trường chứng khoán Việt Nam, song song với đó là các doanh nghiệp, các công ty chứng khoán cũng cải thiện kết quả kinh doanh khi giao dịch thị trường tăng và thu về nhiều phí dịch vụ. Vậy năm 2018, các công ty chứng khoán sẽ có những định hướng phát triển sản phẩm dịch vụ như thế nào, sẽ có những bứt phá gì để đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao từ khách hàng? Tất cả sẽ có trong chứng khoán cuối tuần này với chủ đề Sâm đất đầu năm các công ty chứng khoán. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã kết thúc năm 2017 với chỉ số VN Index tăng 48%, mức tăng cao nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây. Thanh khoản bình quân mỗi phiên đạt gần 5.000 tỷ đồng, tăng 63% so với năm 2016. Việc thanh khoản gia tăng đã hỗ trợ rất nhiều trong kết quả kinh doanh của khối các công ty chứng khoán. Tổng lợi nhuận năm 2017 của các công ty chứng khoán đã tăng gấp đôi so với năm 2016. Mời quý vị theo dõi những ghi nhận ngay sau đây của chúng tôi. Thị trường chứng khoán Việt Nam đi qua năm 2017 để lại khá nhiều điều ấn tượng, với VN Index ghi nhận mức tăng 319,37 điểm, tương đương 48% so với cuối năm 2016. Tương tự, HNX Index cũng tăng đến 36,74 điểm, tương đương 46%. Thanh khoản thị trường tăng 66%, từ mức bình quân hơn 3.000 tỷ đồng năm 2016 lên gần 5.000 tỷ đồng năm 2017. Với sự tích cực của thị trường chứng khoán chung thì hưởng lợi nhiều nhất chính là các công ty chứng khoán. Thị trường chứng khoán bứt phá cả về mặt điểm số và thanh khoản đã giúp các công ty chứng khoán gia tăng doanh thu môi giới và đặc biệt là khoản thu không nhỏ từ cho vay ký quỹ. Theo báo cáo năm 2017, tổng lợi nhuận trước thuế của công ty chứng khoán đạt hơn 7.000 tỷ đồng, gấp 2 lần năm 2016. Trong đó có 63 công ty báo lãi và vẫn còn 21 đơn vị có kết quả lỗ. Đáng kể nhất trong số này phải kể đến công ty chứng khoán đang giữ vị trí dẫn đầu về thị phần môi giới của cả hai sàn HOSE và HNX là công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn SSI. Theo báo cáo tài chính công ty mẹ, doanh thu quý 4 năm 2017 của SSI đạt 1.018 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 380,8 tỷ đồng, tăng lần lượt 66,8% và 344,7% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2017, công ty ghi nhận mức tăng 19% doanh thu và 20,5% lợi nhuận trước thuế, đạt lần lượt là 2.957 tỷ đồng và 1.278 tỷ đồng. Công ty dự kiến lợi nhuận hợp nhất trước thuế năm 2017 đạt hơn 1.390 tỷ đồng trên cơ sở tạm ước lợi nhuận sau thuế quý 4 năm 2017 của các công ty liên kết, cao nhất kể từ khi thành lập và vượt kế hoạch kinh doanh trên 31%. Tiếp đến là công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh HSC cũng tận dụng khá tốt sự tích cực của thị trường chung khi báo lãi sau thuế hơn 554 tỷ đồng, tăng 82% so với năm trước, vượt 53,4% kế hoạch. Riêng quý 4 năm 2017, lợi nhuận sau thuế của HSC đạt 186,2 tỷ đồng, gấp 2,45 lần so với cùng kỳ. Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt, lũy kế cả năm 2017, doanh thu hoạt động của VCSC đạt 1.536,7 tỷ đồng, tăng 77% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt trên 655 tỷ đồng, tăng 97% so với năm 2016. Công ty cổ phần chứng khoán VN Direct cũng đạt mức lợi nhuận rất cao trong năm 2017 là 438,4 tỷ đồng, gấp 2,35 lần năm 2016. Con số này gấp đôi kế hoạch ban đầu của công ty đặt ra từ đầu năm. Riêng quý 4 năm 2017, VN Index ghi nhận hơn 110,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp 2,86 lần cùng kỳ năm trước.
công ty trách nhiệm hữu hạn chứng khoán Kỹ Thương TCPS cũng để lại cho nhà đầu tư khá nhiều bất ngờ. TCPS tập trung đi theo hướng kinh doanh khá khác so với các công ty chứng khoán khác khi đẩy mạnh vào trái phiếu. Năm 2017, doanh thu của công ty đạt 1.084 tỷ đồng, tăng trưởng 31,3%. Lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 51,8%, mạnh hơn so với tốc độ tăng trưởng doanh thu đạt 916,7 tỷ đồng. Ngoài ra, các công ty chứng khoán như VCBS, VDCS, FPTS cũng đều đạt được kết quả kinh doanh rất ấn tượng trong năm 2017. Bước sang năm 2018, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Chỉ số VN Index vẫn tiếp tục trên con đường vượt qua mức đỉnh mọi thời đại của năm 2006. Thanh khoản mỗi phiên tăng đột biến lên khoảng 8.000 đến 10.000 tỷ đồng, gấp đôi bình quân giao dịch của năm 2017. Như vậy, nếu tiếp tục duy trì sự tích cực này, thì các công ty chứng khoán có thể kỳ vọng một mùa kết quả kinh doanh bùng nổ nữa trong năm 2018. Vừa rồi là những con số về kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán trong năm 2017, tựu chung là khá khả quan cùng xu hướng của thị trường chứng khoán. Còn những ngày đầu năm nay, không khí giao dịch tại các sàn giao dịch có những thay đổi như thế nào? Công ty chứng khoán sẽ tung ra những sản phẩm gì mới? Hãy cùng chúng tôi theo dõi phóng sự ngay sau đây. Trong những tuần đầu của tháng Giêng Mậu Tuất này, không khí trên các sàn chứng khoán đã nhộn nhịp hơn hẳn. Các nhà đầu tư đã đến sàn đông hơn và có cả các nhà đầu tư mới mở tài khoản tham gia thị trường. Họ mở vì tò mò và kỳ vọng tìm kiếm một kênh đầu tư hiệu quả, sinh lời tốt cho một năm mới đến. Mình nghe tên chứng khoán cũng đã lâu rồi và cũng đã từng tham gia vào một số cái giao dịch liên quan đến vàng và gửi tiết kiệm. Nhưng mà thấy cũng không hiệu quả. Thì bây giờ cũng muốn tìm hiểu về một kênh đầu tư mới để có thể là đầu tư cho tương lai. Kênh đầu tư chứng khoán thì cũng có lợi nhuận tương đối là cao, đi kèm với nó thì đương nhiên là rủi ro rồi, thì mình phải chấp nhận cái đấy, nên là mình sẽ phải tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra một cái quyết định nào về đầu tư chứng khoán. Với những cái khoản tiền mà mình có thể là cũng nói là khoản tiền rỗi mà không ảnh hưởng đến cuộc sống nhiều của mình nếu có gì thay đổi. Qua một năm chứng khoán thì cũng là cũng thu được một chút lợi nhuận và cũng rất là tự tin vào năm 2018, cũng là tin vào thị trường, cũng có rất nhiều tiềm năng để những nhà đầu tư nhỏ lẻ hoặc là những nhà đầu tư lớn để khai thác. Các nhà đầu tư chiến lược đã mang đến lượng khách hàng rất lớn đến từ Trung Quốc cho công ty của chúng tôi. Tính đến thời điểm hiện tại thì 40% lượng giá trị giao dịch của IVS đến từ các nhà đầu tư Trung Quốc. 40% lượng giá trị này được tăng từ khoảng 5% so với thời điểm cuối năm 2017, tức là chỉ trong khoảng 4 tháng trở lại đây thì lượng nhà đầu tư tìm đến với công ty chúng tôi cũng như là tìm đến thị trường chứng khoán Việt Nam đã tăng đột biến, và chúng tôi nghĩ rằng cái sự tăng trưởng này sẽ là tích cực và trong dài hạn. Không chỉ các nhà đầu tư trong nước mà các nhà đầu tư nước ngoài cũng hào hứng đầu tư vào thị trường chứng khoán Việt Nam. Các công ty chứng khoán cũng phải không ngừng cải tiến và cung cấp các dịch vụ tiện ích mới để phục vụ cho nhu cầu ngày càng tăng cao của khách hàng trong và ngoài nước trong việc mở tài khoản và giao dịch hàng ngày. Công ty này mở riêng một hệ thống phục vụ nhà đầu tư nước ngoài. Chỉ trong vòng 30 phút sau khi mở tài khoản là có thể giao dịch được ngay, thay vì 2 đến 7 ngày như trước kia. Năm nay thì việc đầu tiên là chúng tôi mong muốn triển khai được cái hệ thống cung cấp cái dịch vụ hỗ trợ giao dịch cho các nhà đầu tư cá nhân nước ngoài mà vào tháng 1 chúng tôi đã triển khai với thị trường ở Thái Lan. Là VNX đã ký hợp đồng hợp tác với Finance Cyrus của Thái Lan để mở một cái hệ thống mà hỗ trợ các nhà đầu tư cá nhân nước ngoài có thể đầu tư trực tiếp vào thị trường Việt Nam chỉ trong vòng 30 phút khi mà họ mong muốn. Thì đấy là một cái đột phá mà hiện nay chúng tôi là đơn vị duy nhất ở Việt Nam có thể cung cấp được. Để tồn tại và phát triển trong vòng xoáy khắc nghiệt này, đặc biệt là thời điểm tái cấu trúc ngành chứng khoán đang diễn ra mạnh mẽ, mỗi công ty chứng khoán hướng đến những chiến lược riêng và phù hợp với lợi thế riêng của từng đơn vị để bắt kịp xu thế, đáp ứng đúng nhu cầu và hút nhà đầu tư. Ưu đãi và miễn giảm lãi suất ký quỹ, nâng cao chất lượng tư vấn đầu tư cho đội ngũ phân tích là những mảng được các công ty chứng khoán chú trọng phát triển, được xem là yếu tố quyết định tính cạnh tranh trong cuộc chiến gia tăng thị phần môi giới. Có những công ty chứng khoán khác lại kiên định trên con đường cung cấp những dịch vụ chứng khoán giá rẻ cho các nhà đầu tư, duy trì phí dịch vụ thấp nhất thị trường. Sản phẩm thì HFT đã cho ra mắt thành công 3 gói sản phẩm mới là Warren, Soros và Fisher. Đây là 3 gói sản phẩm chứng khoán giá rẻ của công ty được nhà đầu tư đón nhận một cách tích cực.
Về hình thức sản phẩm thì công ty đã ứng dụng thành công các tiện ích công nghệ để trực tuyến hóa toàn bộ các dịch vụ của công ty tới nhà đầu tư. Nhà đầu tư có thể tương tác một cách hiệu quả và tiết kiệm thời gian thông qua Internet, từ mở tài khoản cho tới đăng ký các dịch vụ tiện ích hay nộp rút tiền thì đều online. Thực tế, với mỗi khách hàng khác nhau sẽ có những đặc điểm về khẩu vị, đầu tư cũng như kỳ vọng riêng, nên các công ty chứng khoán có càng nhiều các dịch vụ đa dạng sẽ giúp các nhà đầu tư tăng sự lựa chọn, qua đó nâng cao hiệu quả đầu tư. Dạo qua một vòng các công ty chứng khoán, ghi nhận cho thấy họ đang chuẩn bị sẵn sàng về tiềm lực tài chính và công nghệ để đáp ứng cho các sản phẩm mới và cung cấp những dịch vụ tiện ích cho khách hàng. Năm 2018 được kỳ vọng là năm nền kinh tế tiếp tục duy trì được mức tăng trưởng cao khi chính phủ chủ trương tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, ưu tiên phát triển doanh nghiệp và đẩy mạnh quá trình cổ phần hóa thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước. Đây sẽ là những nhân tố giúp thúc đẩy thị trường chứng khoán tăng trưởng nhanh và sôi động hơn. Trên cơ sở này, các công ty chứng khoán cũng đã đặt ra những mục tiêu rất tích cực trong năm nay. Không chỉ như vậy, một số công ty còn tiếp tục đưa ra những định hướng, chiến lược phù hợp để có thể cạnh tranh trong thời gian tới. Mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây để hiểu rõ hơn về điều này. Năm 2018, kinh tế Việt Nam được kỳ vọng tiếp tục khởi sắc do các cam kết của chính phủ trong việc tháo gỡ những rào cản đầu tư, hỗ trợ kinh tế tư nhân, những tác động tâm lý tích cực từ các đợt thoái vốn nhà nước, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và niêm yết các doanh nghiệp lớn có chất lượng. Cùng với đó, dòng vốn ngoại tăng mạnh được nhận định sẽ thu hút thêm nhiều dòng vốn đầu tư tham gia thị trường. Điều này sẽ tạo cơ sở vững chắc cho một năm phát triển mạnh và bền vững của thị trường chứng khoán Việt Nam. Là một công ty chứng khoán nằm trong top 5 các công ty chứng khoán lớn nhất tại thị trường Việt Nam, đại diện công ty chứng khoán này cho biết mục tiêu lợi nhuận trong năm 2018 sẽ tăng xấp xỉ 30% so với lợi nhuận năm 2017. Trong năm 2018 thì chúng tôi kỳ vọng một cái nền tảng vững mạnh hơn. Mục tiêu chúng tôi đưa ra là phải đạt gần 600 tỷ sau thuế, thì đấy là cái mục tiêu mà chúng tôi đang cố gắng hướng tới. Thì kỳ vọng là trong thời gian tới là với những cái nền tảng thị trường tốt hơn, nền tảng dịch vụ của VNX vững mạnh với các cái dịch vụ sản phẩm mới cộng với cả định hướng xây dựng nền tảng ngân hàng đầu tư và đối tượng khách hàng nước ngoài thì chúng tôi có thể vươn mạnh hơn những cái khoản doanh thu mới đấy. Trong hoạt động của các công ty chứng khoán, môi giới đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu lợi nhuận, nhất là trong bối cảnh miếng bánh thị phần ngày càng hẹp lại, thì các công ty chứng khoán càng phải đẩy mạnh các dịch vụ liên quan đến môi giới để thu hút nhà đầu tư. Chúng tôi vẫn coi trọng cái hoạt động môi giới vì trước mắt đây là một cái hoạt động mà cũng đã được đầu tư tương đối là có chiều sâu và đang mang lại đang là cái nguồn thu nhập chính giúp công ty phát triển. Các công ty chứng khoán nếu mà chỉ tập trung vào cái mảng môi giới cũng có những cái thuận lợi nhất định. Ví dụ như là cái quản lý chi phí nó tốt. Rồi là cái lợi nhuận thì thấy ngay vì mình cứ thu phí rồi mình trừ những cái khoản chi phí liên quan giao dịch thì đấy là lợi nhuận công ty, thì có thể kiểm soát được và nhìn thấy ngay và không phải đầu tư nhiều bởi vì chúng tôi đã đầu tư những năm trước rồi. Đối với những cái mảng dịch vụ truyền thống thì hiện nay chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng một nền tảng mạnh mẽ hỗ trợ đội ngũ môi giới. Trên cơ sở đó chúng tôi tập trung phát triển cho các dịch vụ nhà đầu tư investment banking, dịch vụ của ngân hàng đầu tư để hỗ trợ cho các đơn vị có thể muốn tăng vốn ở trên thị trường. Chúng tôi nhìn nhận năm 2018 sẽ một cái cơ hội vàng cho các cái doanh nghiệp niêm yết mà muốn huy động vốn từ thị trường chứng khoán, và đấy sẽ là một cái điểm mà chúng tôi sẽ tập trung trong năm nay. Theo định hướng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thị trường chứng khoán trong năm 2018 sẽ đón nhận thêm nhiều sản phẩm mới để đa dạng danh mục cho nhà đầu tư. Các công ty chứng khoán cũng tận dụng cơ hội này để tiếp tục đưa ra các dịch vụ và gói sản phẩm phù hợp đáp ứng nhu cầu của thị trường. Trong năm 2018 thì công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu và cho ra mắt các gói sản phẩm chứng khoán giá rẻ hơn nữa với hàm lượng công nghệ cao nhằm hỗ trợ nhà đầu tư giao dịch một cách hiệu quả nhất. Trong năm 2018 thì IVS vẫn tập trung vào khách hàng cá nhân, cả khách hàng Việt Nam lẫn khách hàng Trung Quốc. Chúng tôi đang tăng cường hệ thống giao dịch để chuẩn bị cho giao dịch chứng quyền trong tháng 3 sắp tới, cũng như là tiếp tục sẽ triển khai nhiều sản phẩm tư vấn đầu tư trực tiếp đến các khách hàng cá nhân nhiều hơn nữa. Bên cạnh đó, để có thể tiếp tục cạnh tranh và phát triển, các công ty chứng khoán cần tập trung nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ khách hàng. Bây giờ thì cái cạnh tranh bằng hoa hồng, bằng phí môi giới nó cũng dần dần nó cũng sẽ tiến đến một cái mức là gần như ngang bằng nhau. Thay vì đấy thì người ta cạnh tranh bằng cái chất lượng dịch vụ, bằng cái chất lượng tư vấn,
đấy là một cái rất là nổi bật. Cái thứ hai là ngày càng có nhiều hơn công ty chứng khoán là cạnh tranh bằng cái công nghệ cho phép nhà đầu tư là mở tài khoản trực tuyến, rồi là tư vấn cũng trực tuyến, và rất là thuận tiện đối với các nhà đầu tư nhỏ, nhà đầu tư cá nhân. Thứ ba là công ty chứng khoán bây giờ cũng có những cái tìm hiểu sâu hơn, cũng có những cái gắn kết kỹ lưỡng và theo dõi doanh nghiệp, theo dõi cổ phiếu niêm yết nó chi tiết, nó cặn kẽ hơn mọi cái biến động, và qua đó là cung cấp cái chất lượng ngày càng tốt hơn đối với nhà đầu tư. Như vậy, mỗi công ty chứng khoán đã có riêng cho mình những định hướng chiến lược để phát triển thị trường chứng khoán năm 2018, từ đó có thể kỳ vọng một năm tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình chứng khoán cuối tuần này. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn và đừng quên cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.